đánh voi mà không chơi cho gác thì phí, đúng. Có một chút phí nhưng mà cũng có một chút, tức là nó không hoàn toàn phí, nó được cái lọ thì nó mất cái chai, anh em hiểu không? Tôi biết là cho gác với cả con Rek'Sai nó là cái bộ brawler, nó được tăng thêm 300 máu đúng không? Nếu mà dùng hai con voi đấy thì các bạn được cộng thêm cả bộ brawler là các bạn được thêm 300 máu một con. Nhưng mà phải nhìn vào cái mặt tích cực của vấn đề là con Kassadin. Một lời khuyên của tôi là nếu như các bạn đánh Assassin Voi mà lên được Kassadin 3 thì nên dùng Kassadin 3 chứ đừng dùng con Cho'Gath 2 hoặc đừng dùng con Rek'Sai 2. Một là bạn dùng Kassadin 3 với Rek'Sai. Hai là bạn dùng Kassadin 3 với Cho'Gath, thế thôi. Bởi vì sao? Bởi vì con Kassadin là một con điếm chó và một con có khả năng vào một cái khoảnh khắc mà nó có thể carry team, tức là nó sẽ bớ được thẳng vào mặt cái con mà gây hiệu ứng của đối phương, nó chém burn mana, và một khi mà cái con cầm CC mà nó bị burn mana thì nó không khác gì một cái cắt phép cả. Nguyên cả một game đấy bạn không có mana để dùng chiêu. Thế nên là con Kassadin nó có cái giá trị riêng của nó. Chứ còn ai chả biết là cái Chứ ai chả biết là cái con Cho'Gath với cả ấy. Chứ ai chả biết là Cho'Gath với cả con Rek'Sai là một bộ brawler rồi. Đừng coi thường cái burn mana của con Kassadin, nó mạnh vách cả lìn luôn. Nếu như bạn biết dùng Kassadin 3 thì nó mạnh hơn rất nhiều những con khác mà các bạn tưởng là mạnh. Thưa các bạn, là cái bộ hải tặc là cái bộ hack tiền, đồng ý. Nhưng trong một ngày đẹp trời mà bạn dùng cái lượng tiền cộng thêm đấy mà các bạn roll mà các bạn không ra cái gì thì coi như cái tiền đấy nó cũng chết, nó cũng không giải quyết cái gì cả. Và thú thực với các bạn là cái bộ hải tặc đánh về đầu game và mid game không khỏe, không khỏe, đánh về đầu game và mid game không khỏe. Và nếu không, nếu như bạn mà không có thực sự một con đam, một con deal đam ổn thì các bạn đánh bộ hải tặc đấy thì các bạn phải chơi kiểu eco trắng, các bạn phải eco xong rồi đi chợ sớm. Đó, câu chuyện nó là như thế. Chứ còn đánh bộ hải tặc nó cũng có cái điểm hay mà cũng có cái điểm dở đấy nha, chứ không phải là hay hoàn toàn đâu. Thì đúng rồi, lên được ma vũ cho Kassadin thì phải nói là quá tuyệt vời rồi. Nếu như bạn nào định build đồ cho Kassadin ý, thì tôi khuyên là các bạn đừng có build đồ đam, mà các bạn nên build theo kiểu tốc độ đánh và một chút phòng thủ. Và recommend của tôi là đồ cho Kassadin sẽ là ma vũ song kiếm. Lần này tôi nhớ rồi, không phải là kiếm ma. Ai ôi, đau bụng quá. Mà là ma vũ song kiếm. Sau đấy thì các bạn build một cái đồ kháng phép 85% ấy, 83% ấy. Để đảm bảo rằng là bạn các bạn vừa có kháng phép mà các bạn vừa có giáp. Sau đấy thì cái đồ cuối cùng thì tùy các bạn. Sau đấy thì cái đồ cuối cùng thì tùy, tùy mọi người. Có thể là một món đồ thủ nữa mà vẫn có tốc độ đánh. Món đồ thủ nào mà có tốc độ đánh ta để check qua xem nào. Các bạn có thể nghiên cứu lên cái, đúng rồi, cái cung gỗ cộng với cả cái đai lưng khổng lồ thì nó sẽ cho các bạn cái dìu Tiamat, à dìu đại mãng xà, dìu đại mãng xà. Kassadin cầm dìu đại mãng xà khá là ok nhá, Kassadin cầm dìu đại mãng xà rất là ok nhá. Cuồng đao cũng được, cuồng đao cũng được. Nhưng mà cái cuồng đao này thì chỉ có công chứ không có thủ. Cuồng đao nó bị phí 2 điểm. Cuồng đao nó có bất cập. Để tôi nói cho các bạn nghe vì sao cái cuồng đao nó gặp hai cái yếu tố nó không không tốt. Thứ nhất là con Kassadin này không đánh spell dam. Kassadin không đánh spell dam, mà trong khi đấy thì cái cuồng đao nó được ghép từ một món đồ có tăng spell dam. Như vậy là các bạn sẽ mất đi 20% spell dam, nó không tương tác gì đến Kassadin cả. Tôi thấy là Kassadin nó chỉ đánh tay thôi, nó chỉ đánh tay burn mana thôi, thì tôi không biết là cái đấy nó có tính là spell dam không, nhưng tôi nghĩ là đấy không phải là spell dam. Đó là lý do vì sao đầu tiên vì sao mà Kassadin lên cái đồ đấy nó không tốt. Lý do thứ hai là Kassadin cần thủ hơn là cần dam, cần thủ hơn là cần dam. Chứ tôi đã không 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 hình dung được là cái spell dam này này.
Tôi chưa test thử, nhưng 20% cái spell dam này nó có liên quan gì đến cái việc tạo giáp của con này hay không? Tôi chưa thử và chưa ai kiểm chứng cái đấy cả, nên là tôi không dám chắc đâu nha. Thì đấy là lựa chọn của mỗi người thôi. Thì tôi đồng ý là cái cuồng đao Gunso nó cho Katsadin tốc độ đánh rất là nhanh. Tốc độ đánh rất là nhanh. Nhưng các bạn phải hình dung như thế này này. Một con Katsadin 3 nó burn mana thì vãi cả lìn trong một cú chém. Mà trước đó thì bạn đã có cái Ma Vũ Song Kiếm rồi. Thì bạn cần gì tốc độ nhiều đến cái mức mà phải chém liên tục để burn mana. Một cú chém mà đã burn đủ mana rồi thì cần gì thêm tốc độ đánh để burn mana nữa. Thay vào đấy là các bạn lắp thêm một chút đồ mà có cả sức chống chịu ở trong đấy nữa. Và tôi recommend với các bạn đấy là tôi khuyến khích các bạn lên cho mình đấy là cái rìu đại mãng xà. Bởi vì cái đồ đấy vừa cho đam mà lại vừa tương tác tốt về khả năng chống chịu với con Katsadin. Nó đánh lan mà, nó đánh lan ra phía sau, tức là Katsadin vô hình chung lại trở thành một con đam AoE. Được, được, hay lắm. Tin tôi đi, hay cực. Này, ván này lại ăn lên rồi này. Ván này là một ván gọi là không đẹp. Toàn đôi là đôi. Chán phèo. Cảm ơn bạn Thế Anh Nguyễn tặng sao nhá. Cảm ơn bạn. Tôi đấy, tôi ngồi tôi bảy ngồi tôi chém gió tôi quên mẹ mất là tôi đang có những cái gì trong trong tay rồi. Bắt cái gì nhưng mà đang đang trâu trâu được uống nước chậm lại không biết bắt cái gì cả. Dạo này đánh bọn nó ít bắt thìa cực. Bọn nó thường lấy đồ đam để bọn nó mạnh ngay từ đầu, bọn nó ít ít bắt thìa lắm. Đấy, cứ kiếm BF với các thứ nó phệt. Phệt lấy phệt để mất thìa. Tôi cũng quên mất mình đang có cái đồ gì. Tôi lấy bừa đấy, thật sự quả đấy là tôi bắt bừa đấy. Bởi vì căn bản là tôi vừa chơi tôi vừa nói tôi không kiểm soát. Tôi không kiểm soát được mình đang có cái đồ gì nên là tôi ngồi thì cứ liên tha liên thuyên mà tôi cũng chả biết là mình đang nói cái gì nữa. Đến lúc đi đi chợ cũng chả nhớ mình có cái đồ gì để mà mình đi bắt cờ. Nhưng mà về cơ bản thì cái tình huống vừa rồi nó cũng không có cái nhiều không có nhiều thứ để eo. Đéo nó Katsadin ván này cái vẻ thiết tha thế nhở. Như là quen nhau lắm ấy nhở. Thằng nào ghép hai thìa rồi. Ui vãi đái nó đã có hai thìa rồi á. Đỉnh nhờ. Đây 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 đây. Ui ghê 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 ghê. Ghê đấy. Ghê đấy ghê đấy. Nhưng mà đội hình của tôi khỏe quá. Đội hình của tôi 3 con cộng 2 rồi. Mà Tristana lại có đồ nữa. Tristana có đồ nữa cũng khá là ok. Thì tôi cứ mua để đấy thôi mà. Con Katsadin này này. Thực ra sớm hay muộn thì nó do nhân phẩm. Nó do nhân phẩm.
Nếu như mà vào một ngày đẹp trời mà cát nó muốn cống hiến thì nó ra liên tục. Chứ còn tôi mua để đây chắc thì tôi đã đánh. Chẳng qua tiền nó tròn quá rồi tôi mua cho nó vui thôi. Nó là cái chi phí cơ hội. Trong thương mại gọi đấy là cái chi phí cơ hội. Các bạn dùng một cái lượng tiền nhỏ các bạn mua hai coin các bạn vứt đây nó chả mất cái gì của các bạn cả. Không mất một cái gì cả. Cái interest nó vẫn là lúc đấy là interest vẫn cộng 2. Dù có mua Cassadin hay không thì nó vẫn cộng 2. Nhưng tôi vứt ở đây thì có ai dám chắc rằng là turn sau nó ra 5 con Cassadin ở đây không? Đúng không? Nó là nhân phẩm thôi, nó là hên xui. Cái game này là tập hợp của rất nhiều những biến số. Thì có ai dám chắc là một round nó không ra 5 con Cassadin ở đây không? Thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tự dưng tôi có 7 con Cassadin để chơi. Tôi lên Cassadin 3 lại không khỏe à? Nó là chi phí cơ hội. Còn cái công bố giveaway thì tôi xin phép các bạn là hẹn ngày mai. Sáng ngày mai. Ngày hôm nay thì tôi nó lu bu công việc quá. Sáng thì tôi đi làm thẻ ngân hàng. Mất nguyên buổi sáng ở chỗ ngân hàng. Chiều thì tôi có hẹn là tôi chiều thì tôi phải đi 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 hội thảo với cả bên Facebook. Thế nên là tôi lu bu cả ngày hôm nay tôi không không còn thời gian nữa. Anh em rất 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 thông cảm cho tôi nha. Đây này, vì sao tôi gọi là chi phí cơ hội? Đây. Khi mà các bạn 1 sao, các bạn up lên 2 sao thì nó vẫn là 3 tiền. Bây giờ các bạn up lên cho vui tay đúng không? Sướng tay đúng không? Đấy. Xong, bán đi. Vẫn 3 tiền, tròn 40 vàng cộng 4 interest, mất cái gì đâu. Chả mất cái gì cả. Nó là chi phí cơ hội. Mình mua mình chả mất gì. Nhưng mà mình không mua thì chắc chắn mình sẽ mất. Đó, nó là như thế. Chứ bây giờ tôi không cần nó nữa, tôi lại bán đi. Có vấn đề gì đâu. Nhưng mà tôi lại mua Lucian đấy và tôi lại âm tiền đó. Đó là lý do vì sao mà tôi vẫn phải bán con Garen này đi lấy đồ để tròn 40 tiền đấy. Câu chuyện nó là như thế. Cuộc sống mà biết làm sao được. Yên tâm tôi nhìn mà anh em cho tôi ngồi chém gió nói phét tí. Chơi game mà không nói phét thì chơi làm cái qué gì. Tự dưng lại quăng con này vào thì được 5 con cộng 2 nhưng mà nó không ghép được bộ. Nó không ghép được noble. Quăng như này là đẹp nhất này. Quả đấy tôi vẫn được 40 tiền mà đúng không? Quả đấy tôi vẫn ghép được 40 tiền đây này. Vẫn interest cộng 5. Tăng tiến đều đều, không hề có dấu hiệu bị chậm lại. Nói thì đúng nhưng mà giọng đĩ VL thì đó, tôi là phò mà. Chính ra tôi là dân quốc phò đấy chứ. Tôi làm công việc là con dâu trăm họ, tôi lên livestream để tôi gọi là làm chiều lòng các thượng đế thì tôi là dâu trăm họ, tôi chính là dân quốc phò, tôi là phò quốc dân chứ còn gì nữa. Đó. Tôi lại sợ nhất các bạn lại bảo tôi là mẹ chém gió sai. Đấy là cái điều mà tôi sợ nhất. Thì tôi cũng cố gắng chém gió chuẩn đấy chứ tôi có chém gió sai đâu. Khổ tí chứ. Thấy không? Để cấp càng thấp roll thì ra thì ra mấy con cơ con một tiền này rất là dễ. Đấy thấy không? Mẹ nó không cống hiến, tôi bắt nó phải cống hiến để làm gì có chuyện không cống hiến. Này thấy chưa? Dễ chưa? Lạc đà cái sắp con chít ba rồi này, thấy không? Mẹ tôi đè đầu ra, tôi bắt phải cống hiến chứ làm gì có chuyện không cống hiến. Không cống hiến đánh bỏ mẹ luôn. Ván này thắng hay thua ta? Thắng rồi, thắng rồi. Mua này vẫn đủ 50 tiền. What the hell giạt? Cái gì Sojin nó chít? Cái nào thành Sojin cơ? Đây có phải Sojin đâu. Oh damn it. Từ khi chơi cái này tôi chưa được một ván nhất nào mà tròn 100 máu bởi vì cái trò này rất khó, cực kỳ khó để bạn lên nhất với 100 máu. Ê, Tristana! Mất cheat ạ. Ê, đừng mất cheat nha. Các anh ơi, lấy nước mắt đi. Các anh ơi, lấy kiếm BF đi. Đừng lấy cheat của em. Đúng rồi. Thằng nào lấy cheat là thằng đứa chó. À!
lũ óc chó. Kiếm súng á cũng được nhưng mà không hay. Bình thường không hay, không hay. Kiếm súng cho Tristana thì không hay đâu. Anh em thấy không? Tôi chơi hay đến cái mức mà tôi bắt được đồ trên đường nó đang rơi, thấy không? Có một thằng nào đi uống bia về Caribe như thế này mà vẫn có thể bắt được đồ mà khi trên đường nó đang bay vào vào kho không? Làm gì có thằng nào như tôi? Làm gì có thằng nào tỉnh táo như tôi? Chưa up level bây giờ là không thượng sách đây này, Chitana 3 rồi đây này, Gray 3 đến đít rồi đây này, nhìn đây ấy, blep 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 blep. Đấy, được chưa? Ok chưa? Tiếp, up tiếp. Mấy thằng này phải lên 3 hết. Tầm này team đang đẹp, không cần phải xoắn. Thừa sức đẹp được. Hey, hey, hey. Thôi thôi. Nó lại quá ổn áp, nó là ở cái cách dùng tiền, nó là cái cách dùng tiền, anh em hiểu không? Thì rõ ràng là một cái người tốt nghiệp bằng đỏ ở một cái khoa thương mại của một trường đại học như tôi, nó ăn nhau ở cách dùng tiền, các ông hiểu không? Nó là cách dùng tiền, cũng là từng đấy đồng như các ông áp cấp, các ông roll, nó là do các ông, ok? Đó. Nó là cách dùng tiền má ơi. Thiệt tình luôn. Điểm mẹ phiêu ra. Cút nha. Đậu xanh nhà mày. Ván này tôi sẽ đánh Gunslinger. Má nó phiêu ra này. Tức quá. Lại phiêu ra này. Không thể up nó lên được này. Cày vai lìn. Shit. Phiêu ra là ít quan trọng rồi, tôi áp sao cũng được. Gáy to, tổ sư gáy to VL à. Các ông lại đổi cho nhân phẩm rồi, chả có cái nhân phẩm mẹ nào ở đây cả. Mẹ. Uống đi nào, hôm nay trời rất đẹp. Chính ra em cũng đã kết anh nổ đĩa luôn. Đến bên ai kia, nắm tay ai kia. Đấy. Lúc nó lên là nó sẽ lên thôi mà. Tôi có nên lên hai cái đồ. Ủa bị trừ con mẹ nó còn từng này máu này. Bạn này bắt đầu gặp đối rồi, gặp đối rồi. Thì mày gặp thằng Phantom khỏe quá. Đây, bắt đầu thua rồi này. Bắt đầu phải chuyển sang áp cấp rồi này. Mất win trick. Đây là dấu hiệu của nguy hiểm. Nhưng vẫn phải roll chứ. Nhiều phiêu ra thế. Ây da. Ui tôi bỏ qua bao nhiêu con phiêu ra này. Hay lên mẹ phiêu ra 3 vứt đồ cho phiêu ra bây giờ. Ê.
Cái này bọn nó cũng cấp 6, cái này bọn nó cũng hơn cấp tôi đâu. Bình tĩnh. Quan trọng, quan trọng. Rất có thể ván này sẽ phải chống đam crit nhiều nên cho Tristana như vậy là bắt đầu chuyển qua áp đồ con khác này. Mà đây rồi. Hai con. Đấy, có hai con ba găm vào đấy. Khỏe, bây giờ bắt đầu áp cấp này. Bây giờ bắt đầu áp cấp này. Ba noble. Cheat á. Cheat mãng xà khỏe chứ. Được, khỏe nhưng mà tôi thích cái này hơn bởi vì tôi cần thủ. Nếu như mà đại mãng xà là có máu thì cái này là chống đam crit thì nó cũng hay. Mà nó có tốc độ đánh. Con cheat thì cần tốc độ đánh hơn các bạn ạ. Con cheat cần tốc độ đánh hơn. Với cheat thì tốc độ đánh có vẻ ok hơn. Đấy, nó bắn được nhiều hit hơn. Chính ra em cũng đã kết anh vãi đài. Lại trâu được uống nước chậm rồi. Tôi đang có những cái đồ gì ở trên bàn đấy nhờ. Chết mẹ rồi, quên mẹ mất phải làm cái gì đó. Hồi cứ kiếm BF mà phệt. Tôi cực kỳ thích con Midfortune này. Rất thích. Nhưng mà cuộc sống mà. Đâu có phải là mình thích là mình sẽ ăn được đâu. Đây còn hai kiếm BF thì tôi sẽ nhặt một trong hai kiếm BF này. Tầm này cứ đam mà phệt thì chứ còn gì nữa. Ông này đi nhặt nốt cái kiếm BF này là cùng cái éo gì. Biết ngay mà lũ cờ hó. Tốc độ đánh hay là nước mắt nhỉ? Hồi nước mắt đi. Tôi có một ý tưởng về cái nước mắt này. Tôi có một cái ý tưởng về cái nước mắt nữ thần nên là tôi sẽ... Đến bên ai kia, nắm tay ai kia. Bắt đầu ấy, là định bắt cái kiếm BF về là để lấy cái lá cờ dích. Lá cờ Zeke ấy. Để lấy aura, kết hợp với cái này thành cái aura này. Aura tốc độ đánh cho cả team này. Để cho con Vayne cũng được này. Đúng ra bàn sau thay mẹ Vayne. Vayne làm gì có đam. Thay con Fiora vào vẫn được noble. Sai lầm cứ mải ngủ chém gió quên mẹ mất đấy. Ai ra. Thế là như thế nào. Ai ôi. Ai ôi. Ai ôi. Ai ôi. Mày quá vẫn giết được con đấy. Mất win trick à. Làm gì có Garen 3 mà Garen 3 mới có một con Garen này, cái mắt các ông có đờ mà mới có một con này lấy đâu ra ba. Thế này 1, 2, 3 lấy đâu ra Garen 3 mà hack ra Garen 3. Nhìn mẹ con này vẫn muốn công hiến, chép hiểu kiểu gì. Cho mày một cơ hội. Cho con Fiora là một cơ hội lên 3. Để xem mày còn lên 3 với tao không nào. Các bạn biết tôi bắt cái đồ này cho con nào không? Tôi đang muốn roll. Bây giờ bắt đầu không roll nữa này. Bắt đầu tôi sẽ lên cấp và tôi sẽ vứt cái đồ này cho con Midfortune. Tôi sẽ thử build một con Midfortune xem như thế nào. Tôi sẽ thử build một con Midfortune xem nó như thế nào. Đây, lên level. Lên level. 3 Noble. 3 Gunslinger. Vứt con này vào là được 4 Gunslinger này. Con Vayne này thì nó vớ vẩn bán nha. Không đùa đâu, bán thật đấy. Đồ như thế này mà không có tốc độ đánh thì như thế nào? What the fuck? Tốc độ đánh?
tốc độ đánh đi còn gì nữa. Thế này mà còn không tốc độ đánh thì con nào mới có tốc độ đánh nữa. Đây là tốc độ đánh như là cái gì nữa. À đây chứ, đây. Attack on other enemy is raining. Con muốn cái gì nữa. Ô thìa kìa. Ô đậu xanh rau muống có thìa kìa. Ok, 7 trên 8, 3 noble, 4 noble. Chắc con này lại muốn cống hiến à? Mẹ sao phan này nhiều con xin chết thế nhở? Thôi, không lấy mày đâu, cút đề. Chó Darius, tao không lấy mày đâu. Sắp đến tên đi chợ chưa nhở? Toàn những cái món đồ mà mình đang không khoái lắm. Đấy không? Các bạn thấy mid liên tục không? Bởi vì bọn này đánh đam chí mạng nhiều quá. Này con chít Tana mid liên tục cái này. Nó đép được bao nhiêu đam cái này? Đấy. Ôi. Tí thằng kia ăn lìn luôn chứ còn gì nữa. Chấp bao nhiêu đam. Thằng bé tí thì toang. Ước cái gì? Bây giờ còn ước cái gì nữa nào? Đồ này nó không biết lắp kiểu gì cho nó hợp lý bây giờ. Chưa biết lắp thế nào cho hợp lý. Anh em khuyên đi. Anh em cho xin cái lời khuyên cho nó đỉnh cao cái đi. Chứ tập này chưa biết lắp đồ gì cả. Bắt đấng á. Nào thì bắt. Để xem nó có lên không. Ừ thì bắt đấng để im xem như thế nào. Build đồ cho đấng cũng được. Tốn bao nhiêu tiền của tôi đấy các bố trẻ ạ. Đây rồi. Không có slot cho đấng rồi. Anh xin lỗi đấng nhá. The fun begins. Ba pirate. Mật. Ba noble. Spell đam on hit. Spell đam on hit. Được đấy, con chó Kindred nhá. Mẹ outplay hết cái bão đạn của tao nhá. Thua là vì con Kindred đấy. Được. Mày khá lắm. Khá lắm con trai ạ. À. Được đấy. Có lẽ tôi bán bớt mấy cái dàn bậu sậu linh tinh này đi. Để xem mà kiếm được cái thìa được không. Đây này. Lãi trâu đục uống nước chậm rồi. Thìa có hai cái thìa cho 5 người. Tỷ lệ được thìa của mình khá thấp. Nào đừng lấy thìa em ơi. Cút. Đúng rồi. Như vậy là tỷ lệ của thìa bây giờ là 66% cho Mạnh An thôi các bạn. Rồi, 100% An có thìa rồi. 100% An sẽ có thìa bán này. Ok, không cần lấy Mid Fortune. Mid Fortune 1 cũng được, không cần Mid Fortune 2. Không cần lấy Mid Fortune 2, kiểu gì nó cũng lên. Chắc chắn kiểu gì con lìn héo ấy nó cũng sẽ lên. Đây này, tiền đây này, hàng rổ. Ôi ôi, bắt trên đường luôn. Quá kinh. Các bạn có thấy ai có cái khả năng bắt đồ mẹ nó kinh khủng như tôi không? Fiora Vayne bán. Hết slot cho Vayne rồi. Ở ngoài chơi đi em.
vào nó rác người ra. Bạt này. Ván này không thể đánh 6 noble được. Không thể. Leona. Sao mà vẫn đuối thế nhở? Cái dàn tanh yếu thế nhở? Thì mẹ thằng này vứt đồ cho tanh, thảo nào mình bắn đéo xuể á. Úi giời ơi. Bắt đầu các bố trẻ bung đồ rồi đấy. Bắt đầu khó ỉa rồi đấy. Fiora. Leona. Ba Noble. Ba Noble. 5 Gunslinger là hơi phí. Đó. Nhiều con lên ba quá mà không biết phải để con nào, bán con này. Kẻ nào mà vẫn thua chúng nó được ạ, à? Giỏi thật. Đội hình đẹp như thế mà vẫn thua thì chịu. Này phải cho mid vào turn 2 à? Gangplank là tanker mà. Bình tĩnh nào. Gangplank 3 đến đít rồi đây này. Để Gangplank hay để Lucian bây giờ nhờ? Bán Lucian. Quyết đoán lên nào, quyết đoán lên. Tầm này không có chỗ để dành cho sự thiếu quyết đoán nữa rồi. Được ăn cả mà ngã về không. Mưa trôi cả bầu trời nắng. Hai cái này nó cộng dồn với nhau không nhở? Ôi, nhiều đồ quá. Darius cũng sắp lên 3. Quan trọng là phải lên được con mid for turn 2 cái kìa. Linh hồn của đội hình mà không lên được 2 thì khó đánh lắm. Từ nãy giờ mid for turn có được chơi đâu. Này, con AFK này đấy. Bố tiên sư còn đứng AFK. Mẹ đồng đội lăn đùng ra chết hết với nhau. Vẫn đứng AFK được, sợ thật. Đây là cuộc solo giữa hai người đàn ông này. Đố các bạn biết thằng nào thắng ấy. Mẹ ai bảo thằng kia vứt cho lắm crit vào. Cuối cùng đánh toàn trượt. Bố tiên sư. Con Na này không bao giờ thắng được con Tristana có búp của Noble. Không bao giờ thắng được. Thế cho nó nhanh. Tiền này, tiền này. Đây rồi. Bây giờ có tí nhớt, có tí nhớt, có tí nhớt rồi. Sang pha nhớt rồi. Chíu khọ quá nhờ. Đây rồi, sang lại pha thêm nhớt rồi. Rồi. Ú đây rồi, sang lại pha thêm nhớt rồi. Hy vọng là sống được thêm round này nữa thì biết đâu lại vô địch. Biết đâu lại vô địch tiên sinh chiến lệ. Ôi ôi, Khazik đánh mãi không chết kìa. Cay thật. Ê ê ê ê, đau quá.
Đấy nhá, các ông bảo là đánh pirate, tôi đánh pirate tôi phục vụ các ông đấy. Đến bên ai kia nắm tay ai kia. Hả? Lúc ấy tôi bị vứt nhầm cái này và con này này. Bây giờ tôi mới nhận ra vấn đề đấy, bây giờ tôi mới nhận ra vấn đề đấy. Má Mifoton này. Mẹ vừa vào bị hết con mẹ nó máu này, chơi bời cái gì? Điếm thật. Công nhận điếm. Cái bộ Phantom của nó công nhận điếm. Nhưng mà cái dàn tanh của tôi lên 2 lên 3 hết thì nó cũng đỡ được một chút xíu. Ai da. Wow, mẹ phết. Nhân phẩm trong một ván đấu nó bộc lộ qua rất nhiều hình thức khác nhau. Nhìn vào con Midfighter của tôi thì các bạn thấy nó khắm chó thế nào. Nước mắt đàn ông trôi sâu trong lòng. Còn cái kiếm BF đó không? Quyết tâm vứt hết đồ mana cho Midfighter được bắn chiêu càng nhanh càng tốt. Đấy, thấy không? Vừa vào game nó sẽ bắt đầu từ 60 mana, tức là nó bắn 2-3 phát là nó sẽ bắn được chiêu luôn. Từ nãy giờ toàn không được bắn chiêu, ức vãi cả. Có tí nhớt. Này, ba Zeke này thấy chưa? Bây giờ meta là meta càng nhiều Zeke càng tốt. Thế cho nó nhanh. Nào, cuộc solo giữa hai người đàn ông nào. Thằng cứt này. Thằng cứt này. Xếp cái này chưa chắc mình đã sống được. Nào, mẹ để xem tanh thằng nào. Tanh thằng nào ra chiêu trước thằng đấy thắng. Thế thôi. CC chứ nhầm. CC được trước thằng đấy thắng. Bắn đi Midfighter ơi. Ôi, Midfighter bắn chán thế. Thì mày bắn thất vọng vãi lên đi. Thì mẹ mới nuôi cho mày ăn học. Đi mẹ, nuôi cho nó ăn học anh em ơi. Nuôi cho nó ăn học thành tài. Bây giờ nó trả ơn rồi như thế đấy. Mẹ cái lũ cướp biển chúng mày nhá. Cái lũ óc chó chúng mày chỉ có biết cướp bóc ở ngoài biển thôi nhá. Bắn chiêu ngu như con lợn. Ôi, Midfighter ơi, bố mày ạ, à, mày Midfighter ơi, mày có muốn bố mày dìm mày xuống đáy biển không? Ui. Tại sao lại sai? Tôi hỏi các bạn là tại sao lại xếp sai quả đấy? Tại sao nó không check thêm khoảng tầm 15 độ sang bên phải nữa, có phải là ăn được nguyên cái dàn đấy không? Mà tại sao lại focus vào cái con đứng ở ngoài rìa? Why? Why? Các bạn biết vì sao tôi phải xếp con Midfighter tụt tại tận dưới cái dãy cuối cùng không? Bởi vì bên kia con Na con Nùng, nếu như mà nó biến hình mà nó CC được thì nó sẽ gây CC ở hai hàng trên chứ nó không gây CC được hàng thứ ba. Ôi, đĩ chó Midfighter.